Tôi nhá, xin chào bác nhá. Chào mừng bác quay trở lại kênh YouTube của mình Lạnh. Đây, hôm nay thì lên cho bác đôi loa A và D này. Đấy. Đây. Con này thì nó nói chung thì còn quá đẹp luôn. Đây, cái này nó có cái căng nhá. Cái này thì căng thì về các bác gắn lại thôi, cái đấy thì chẳng ngại rồi. Đây, A và D, model của nó là SS830. Ba đường tiếng màng carbon này. Con này của nó thì gần vải rồi, gần vải thì nó cứng. Ở đây thì nó không có âm thanh, cho nên là em không test được. Nếu mà các bác mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em là 0975 775 716 nhá, xong em test cho sau thôi. Đấy. Thanh vách thì ok rồi. Đẹp. Đây. 6 ôm 140W. À đâu, 6 ôm mình như cái này là sao nào? À đúng rồi, móc là 140W đây. Đấy. SS830 nhá. Hai cái thì thùng vách thì đẹp hết. Đấy. Thùng vách đẹp luôn. Không có gì để mà chê cả. Giá hợp lý cho các bác về nghe dân rẽ thôi. Nghe chán bớt đi. Đây, kích thước sàn 20 40 con này nó rơi vào tầm khoảng 50 cho hơn 50 đấy. Đấy. Ngang này 20 tầm khoảng 26 56. Sâu thì tầm khoảng 23 24 thôi. Đấy. Đôi này thì nói chung là đôi này thì thị trường thì chắc cũng phải tầm khoảng 3 đồng, hơn trên 3 đồng. Nếu mà các bác mà có nhu cầu thì để cho bác giá là 2,4 triệu. Này, chuyển khoản hết thì bên em hỗ trợ bao ship nhá. Cọc thì các bác cả chịu tiền ship. Đấy. Bác nào cần thì liên hệ cho em qua số điện thoại em là 0975 775 716 nhá. Đấy, xin chào các bác.